Xin chào các bạn, video này thì mình có một số máy câu Nhật bãi, giá là chưa bao gồm phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Này là mã đầu tiên này nha các bạn. Con số 1 thì mình có một con máy Marine nha các bạn. Nó để tên này, Marine. Con này là nó không in tem nước nha, nó không có in tem nước gì hết. Con này chạy 3 bạc đạn nè. Cước số ratio là 5.1 nha các bạn. Cước 0.33 là 180m, cước 0.37 là 140m. Size nó tầm 4.000 nha các bạn, size con này là size 4.000 nha. Và cước tốt, lăn sáng bóng này, lăn vàng luôn. Tay quay kim loại, thân là bằng carbon, có kim loại nha. Đuôi chuột nha. Xẻ mô pin phía đuôi này. Xẻ mô pin, đó. Xíu mô pin xoay lại nha. Đó. Chặt lại luôn. Đó. Dòng này là cái ABS này. Quay rất là mượt nha. Quay này rất là mượt. Đảo chiều bật phía sau đuôi nha các bạn, đảo chiều. Đó. Quay rất là mượt. Tay gập, bấm vô này gập tay quay. Con này ngoại hình mới nha. Tay thì nó có xước xác, còn lại thân là đẹp nha. Đó, ngoại hình này. Đó. Bấm chỗ này là mờ cối nha, mờ cối. Size 4.000, thay đổi tay quay trái phải nha. Size 4.000, thay đổi tay quay trái phải. Đây là xẻ mô pin nè, xẻ là ngược chiều lại. Đó. Máy sóng, lưỡi gà tốt nha. Con số 1 này có giá là 200k. Số 1, 200k. 1 nha, 200k. Tiếp theo là số 2. Số 2 thì mình có một con đuôi chuột luôn nha. Tên là Daiwa này. Daiwa. Con này là của Thái Lan. Made in Thái Lan. Toàn thân là bằng carbon, tay quay kim loại nha, có carbon. Lăn sáng bóng. Máy rất là nhẹ nha, to mà nhẹ. Thông số cước này. Con này là cước số 0.45 của nó là 145m nha, size 5.000. Máy quay rất là mượt. Chốt chạm. Đảo chiều bật phía sau đuôi này nha các bạn, đảo chiều. Đó. Kẹt tới sử dụng. Tay gập này. Con này còn mới nha, mới tinh luôn. Mới tinh luôn nha, đẹp lắm. Đó. Kẹt cước tốt nha. Cước màu xanh, bấm này mở cối này. Đó. Đồ mới con này tầm khoảng cỡ 90% nha, thấy máy mới tinh luôn. Con số 2. Số 2 này có giá là 650k nha. Thay đổi tay quay trái phải. 650k. Tiếp theo là số 3. Số 3 thì mình có một con máy tên là Shimano này nha các bạn. Shimano. Con này là của Made in Japan. Japan nha. Đó, máy tinh luôn. Còn hình này, tay quay cán gỗ như thế này. Tay quay kim loại nha. Thân là bằng carbon. Con này đẹp lắm này. Đó. Và cước tốt. Cước màu trắng, lăn là bằng sứ nha, lăn sứ luôn. Còn hình này, con này hình vuông như thế này, góc cạnh rất là đẹp nha, máy tinh luôn. Máy sóng lưỡi gà tốt nha. Rồi máy quay này, máy quay rất là mượt nha. Quay này rất là mượt, đảo chiều là bật phía sau nè. Đó, quay rất là mượt luôn. Tới sử dụng, chốt chạm, tay gập là bấm chỗ này, bấm gập tay quay. Thay đổi trái phải nhé, mở nút bên hông, mình thay đổi trái phải. Con này là chạy 3 bạc đạn này. 3 bạc đạn. Máy sóng. Thông số cước nha. Con này nó để là cước số 6 là 200m, cước 8 là 150m nha. Size con này là 7.000-8.000 nha các bạn. Size rất là to. Thay đổi trái phải luôn, con số 3. Con này có giá là 750k nha. 750k. Độ mới con này tầm khoảng cỡ 90% nha, mới tinh. Tiếp theo là con số 4. Số 4 thì mình có một con hộp vịt nè nhé mày. Ryobi nha, một con hộp vịt. Đó. Thân của nó là bằng carbon, thân này bằng carbon. Con này là Japan luôn này, made in Japan. Thân carbon nha. Cái cối này bằng kim loại nè. Tay quay. Tay quay con này là mình thay đổi trái phải nha, mình gỡ nút này ra là mình gỡ nút này mình thay đổi trái phải, nó là nút chụp vô nè. Nó có 4-5 ngành. Đó, mình vặn nút này là mình thay đổi trái phải. Rồi, đập vô là xong.
xà cước này nha, mặt này là mình xà cước này, nhấn nút này là xà cước này đó. Vì hiện tại đang ở tay trái nha các bạn, quay này, quay nó sẽ thu vô này, đó, nó thu tới này. Ryobi cước số 3 của nó là 114m nha các bạn, không số cước này, cước 3 là 114m như thế này. Con số 4 này có giá là 250k nha, 4 250k. Tiếp theo là số 5. Số 5 một con học vịt luôn nha. Con này là full kim loại nha các bạn, full kim loại luôn, màu trắng tinh, mới tinh luôn. Con này là của Japan này, Made in Japan đó. Con này thì sử dụng tay phải thôi nha các bạn. Sử dụng tay phải, nhấn lúc này là xà cước. Mình cho cước vào này. Đó. Mình cho cước vào này, mình nhấn nút này là mình xà cước này không? Nó chạy ra nè. Mình khó phải dính con cước này. Nó bị rối dây. Rồi, mình nhấn một phát này, xà cước nha các bạn. Đó, xà cước ra quá trời này, mình quay nè. Quay tự động nó thu nha. Đó. Nó thu nè, nó thu qua tới gần đọt luôn nè. Máy hoạt động tốt hết nha. Con này là chỉ sử dụng tay phải thôi. Con rất đẹp nha, máy tinh luôn. Con này độ mới nó tầm khoảng 90% nha. Full nhôm Japan, con này số 5 này có giá là 450k nha. Số 5, 450k. Tiếp theo là số 6. Số 6 thì mình có một con máy Olympic nha các bạn. Olympic nè. Tên của nó là 2000, tên là 2000. Con này size lớn nha. Cái này là cái tên thôi, Olympic DL 2000. Con này là chạy hai bạc đạn nè. Hai bạc đạn. Con này full nhôm. Tay quay gỗ như thế này nha. Con này là hàng Japan, Made in Japan. Đó. Con này rất là mới nha. Cước số 6 là 185m, size 6000 nha các bạn. Size 6000. Mới tinh luôn nha. Con này ngọt hình cối này nó là mới đẹp. Đó. Lăn sáng bóng, kẹp cước tốt. Nấy sóng, lưỡi gà tốt nhé. Bên trong này. Bên trong này nha. Đó là mới luôn. Con này độ mới nó tầm khoảng cỡ 95% nha các bạn. 95% con máy này nha, rất là mới luôn. Đó, mới tinh luôn nha. Tay gập là mình đẩy cái này lên này, có nút này. Mình đẩy cái này lên. Đẩy cùng lúc là mình đè cái này xuống luôn nha. Đó, mình đè cái này xuống là gặp tay quay. Đó. Mở ra là sử dụng thôi. Quay rất là mượt nha. Chốt chặn. Dòng này quay rất là mượt. Đảo chiều là vào phía sau. Đó. Rất là êm luôn nha. Dòng này có tiếng kêu này, quay tới nó kêu. Rất là hay luôn. Thay đổi trái phải nha. Mở nút này là thay đổi trái phải, nó còn tem luôn này, nó còn tem giấy bọc luôn này. Độ mới tầm 95%. Con số 6 này có giá là 1.2 triệu nha. 1.200. Số 6 nha các bạn, 1.200. Tiếp theo là số 7. Số 7 thì mình có một con Daiwa nha. Daiwa Sportmatic nè, GS 5000. Chạy hai bạc đạn nha, 5000 là cái tên này nha, GS 5000. Nó sẽ chia các dòng như GS 1000, 2000, 3000. 5000 là cao nhất nè, 5000 là size lớn nhất của nó nha. Japan này nha các bạn, Made in Japan. Full nhôm luôn nha, full đen luôn, full nhôm màu đen. Con này là cước 10 của nó là 190m, size nó tới 11-12.000 rồi nha các bạn. Đó. Cước 10 là 190m, size nó tầm 11.000 nha. Size to lắm. Đó. Màu hình này rất là mới luôn nha. Ratio là 4.7 nè. Thay đổi trái phải, bằng nút này là mình thay đổi nha. Vàng nút này là mình thay đổi trái phải thôi. Mới tinh luôn nha. Đó. Đó.
Rồi, lăn sáng bóng. Kẹt cướp này, rất là tốt nha. Mở cối này. Máy sóng này nha các bạn. Máy sóng này rất là hay luôn. Dòng này nó có cúp trợ lực nha. Cúp trợ lực rất là lớn luôn. Cúp trợ lực này. Đó, máy sóng. Máy quay này. Rất là mượt nha, chốt chặn. Máy này là máy size lớn nha. Có biển, câu tre, câu ca lớn rồi này. Đảo chiều là bật phía sau. Đảo chiều, đó, đảo chiều là quay phía sau. Bật tới là sử dụng. Thay đổi trái phải, con số 7 này có giá là 1.200.000. Số 7 nha, 1.200.000. Full màu đen. Full nhôm luôn nha các bạn. Tiếp theo là số 8. Số 8 thì mình có một con màu đen trắng phối với nhau. Daiwa GS 5000. Con này là Daiwa GS 5000. Đó, này là Sportline, con này thì Daiwa Sportline nha. Con này là Sportmatic. Con này cũng có cúp trợ lực luôn. Con này là Japan, made in Japan. Full nhôm này nha các bạn. Thân nhôm, khối nhôm Daiwa. Cán gỗ rất là đẹp nha. Con này thông số cước. Con này là cước 10 của nó là 180m nha. Cước 10 là 180m, size 11.000 nha. Nghe cước tốt. Lăn sáng bóng. Tay quay. Tay quay gặp, bấm chỗ này gặp tay quay. Con này là GS này, nó để là chạy một mặt đạn này nha các bạn, một mặt đạn. Bên trong này rất là mới nha. Cốt trợ lực luôn nha, đó cốt trợ lực. Mấy dòng này mình câu tre, câu biển, câu cá lớn rồi nha. Rồi, máy quay. Máy quay rất là mượt nha. Chốt chặn. Máy quay rất là mượt luôn. Rồi, ngộ hình. Rất là đẹp. Thay lớn nha. Thay lớn câu biển, câu tre, câu cá lớn. Thay đổi trái phải. Con số 8 này cả giá là 1.300.000 nha. Số 8, 1.300.000. Tiếp theo là số 9 nha. Số 9 thì mình có một con máy Daiwa. Daiwa Mat 420 nha. 420 là cái tên của nó đây. Chạy hai bạc đạn, hai bạc đạn. Con này thì nó không in nước ở trên này nha các bạn. Thân của nó là bằng nhôm, cối nhôm, tay quay cũng vậy luôn nha. Nó hay in ở phần đế này, đây này con. Con này là Daiwa. Dòng này là của USA nha. Con này là của Nhật này, made in Nhật nha. Made in Japan mà được chơi ở bên Mỹ nha các bạn. Đó, made in Japan. Nè. Nó chơi bên thị trường của Mỹ. Đó. Dòng này màu này, màu xanh như thế này nha, quân nhôm. Đồ mới con này tầm khoảng cỡ 80% nha các bạn. 80%, thân thì đẹp, nó có sần xước một chút thế này. Sần nhẹ một chút sơn. Bên trong này. Bên trong này có cốt trợ lực luôn nha, dòng này cốt trợ lực rất là khỏe nha. Máy sóng. Có kim loại nha. Lăng sáng bóng, lăng sáng bóng. Máy quay rất là mượt nha. Con này có size của nó là size này nó không in trên này nha các bạn. Size con này tầm 6.000 nha. 6.000. Quay rất là mượt luôn. Chốt chặn nha. Đảo chiều bật phía sau. Đó, quay rất là mượt nha. Bật tới là sử dụng. Con này là con số 9. Có giá là 650k. 9 nha, 650k. Tiếp theo là con số 10. Số 10 thì mình có một con tên là Mega Spin. Có kim loại này nha. Mega Spin đó, tên của nó. Con này nó không có in thêm nước luôn nha, nó không in luôn nè. Ngộ hình, nó để là này chạy nó mặt đạn. Ngộ hình. Tay quay bằng carbon, thân carbon có kim loại. Lăng này. Cái màu chỗ này nó bị chóc sơn rồi nha các bạn. Nó mẹ một lớp màu trắng này, nó bị chóc hết màu trắng đi nè. Nó hơi xấu thôi nha, chứ nó ngộ hình thì không có ảnh hưởng tới câu. Đó. Ngoại hình của máy này. Ngoại hình thì thân còn đẹp nha, có kim loại. Như thế này. Kẻ cước. Mình coi thông số. Con này có size là size 4.000 nha. Cước 4 của nó là 200m. Rồi, cước màu trắng. Dòng này quay. Máy này hơi bị xào nha các bạn, xào bạc đạn này, mình quay. Đó, có nghe tiếng xào nha, xào bạc đạn. Câu thì vẫn bình thường nha các bạn. Con này xào cũng vừa vừa thôi nhé. Đó. Này có xào bạch bạch.
ABS đảo chiều nhé. Đó. Size 4.000, 5.000. Rồi con này thì cái giá là số 10 100k nha các bạn. Số 10 nha, 100k. Thấy đổi trái phải nha. Tiếp theo là số 11. 11 thì mình có một con Ryobi nha. Ryobi RX0 này. Ratio là 13.8. Thân là bằng nhôm nha. Thân nhôm, cối là cối carbon, tay quay kim loại. Con này là của Japan, made in Japan này. Ngò hình. Ngò hình thì có sàn xước nha. Con này có sàn xước như thế này. Đó, con này ngò hình chày nhiều nhé. Cước màu xanh. Máy sóng từ ghe tốt. Size con này là size 5.000 nha, size 5.000. Máy quay chốt chạm. Tay gập là bấm chút này, gập tay quay. Đó. Mở ra sử dụng. Đảo chiều là bật phía sau. Đó, mở tới là sử dụng. Chốt chạm. Size 5.000 nha. Ngộ hình có chày xước nhiều nha. Lăn là bằng sứ luôn nha, lăn bằng sứ. Con này là 11 150k. 11 nha, 150k. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, hoặc là để lại bình luận mã máy kèm số điện thoại nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.